Dòng tàu ngầm của Trung Quốc có khả năng né tránh trước thiết bị dò sóng âm. Thưa quý vị, tàu ngầm lớp Yantai 039C của Trung Quốc ra mắt lần đầu vào tháng 5 năm 2021, nhưng cho đến nay thế giới mới có nhiều thông tin hơn về dòng vũ khí dưới nước hiện đại này của Trung Quốc. Cụ thể, tờ báo Naval News của Anh cho biết, tàu ngầm lớp Yantai 039C có thiết kế cánh buồm góc cạnh gọn gàng, giúp giảm khả năng bị các thiết bị dò sóng siêu âm tự động phát hiện. Điều này cũng giúp Yantai 039C trở thành tàu ngầm đầu tiên trên thế giới có khả năng né tránh thiết bị dò sóng siêu âm. Không chỉ vậy, báo Naval News cũng đề cập đến khả năng Trung Quốc sẽ cho sản xuất hàng loạt loại tàu ngầm này, với mục tiêu biến Trung Quốc trở thành quốc gia sở hữu nhiều tàu ngầm có động cơ đẩy khí độc lập nhiều nhất thế giới.